Một Hậu Giang sôi động, hiện đại với trung tâm thành phố Vị Thanh, nơi được mệnh danh là đô thị hạt nhân vùng tứ giác tăng trưởng kinh tế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi chuyển mình mạnh mẽ với những công trình kiến trúc đẳng cấp, thổi hồn cho thành phố tương lai, hòa minh cùng thiên nhiên trù phú và đón chào một không gian sống thịnh vượng. Khu đô thị Cát Tường Western Pearl, đô thị giao thương, cộng đồng thịnh vượng. Tòa lạc bên dòng kênh sáng Sà No hiền hòa và xanh mát. Với vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Vị Thanh, sở hữu lợi thế giao thông thủy bộ quan trọng của vùng Tây Sông Hậu, khu đô thị Cát Tường Western Pearl chính là tâm điểm kết nối giao thương, góp phần nâng tầm diện mạo và thúc đẩy sự phát triển của một đô thị hiện đại. Với vị trí tiếp giáp và liên kề nhiều cơ quan hành chính, thương mại, dịch vụ quan trọng của tỉnh, Tỉnh ủy Hậu Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, Công viên Hòa Bình, Công viên Chiến thắng, các cơ quan hành chính của tỉnh Hậu Giang, Đài phát thanh truyền hình Hậu Giang, khu chợ đêm Vị Thanh sôi động, hệ thống các ngân hàng, bệnh viện, thuận tiện giao thông, tất cả chỉ với vài phút lái xe để kết nối. Mang tầm vóc một đô thị đẳng cấp với những giá trị sống mới, Cát Tường Western Pearl sở hữu phong cách kiến trúc đa dạng và linh hoạt, tích hợp cả hai công năng là an cư và đầu tư. Được triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2019, khu đô thị Cát Tường Western Pearl có tổng diện tích 80 hectare, trong đó mật độ xây dựng chỉ 45%, 55% còn lại phát triển cây xanh cảnh quan với các công trình phục vụ cộng đồng. Khu đô thị Cát Tường Western Pearl sở hữu quy hoạch đồng bộ, khu nhà phố liền kề được bao quanh bởi những tuyến đường thương mại sôi động. Tính đến hết tháng 6 năm 2020, toàn bộ sản phẩm đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng nền. Trong đó, hạ tầng khu đô thị Cát Tường Western Pearl 1 đã chính thức hoàn thành xây dựng. Sở hữu kiến trúc tinh tế và hiện đại, những dãy nhà phố thương mại thu hút đông đảo khách hàng tham quan, mua sắm và giải trí, nơi các cửa hàng thời trang, nhà hàng, cà phê sẽ kiến tạo nên nhịp sống sôi động bên dòng kênh xanh. Tại khu đô thị Cát Tường Western Pearl, cư dân sẽ được tận hưởng một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, một không gian đô thị trẻ trung, sôi động với những tuyến đường huyết mạch, không khí trong lành và sảng khoái. Bên cạnh đó là cơ chế quản lý, vận hành thông minh, chuyên nghiệp, đảm bảo an ninh và an toàn tuyệt đối. Không chỉ sở hữu những căn nhà có phong cách kiến trúc hiện đại, tiện nghi, an cư tại Cát Tường Western Pearl, cư dân sẽ được tận hưởng các tiện ích nội khu độc đáo và đẳng cấp như Công viên giải trí thế giới kỳ diệu The Wonderful, lần đầu tiên xuất hiện tại đồng bằng sông Cửu Long với diện tích gần 1 hectare, lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng Harry Potter với tòa lâu đài Hogwarts kỳ vĩ, lung linh. Công viên ánh sáng kỳ quan cổ đại The Miracle, không gian tái hiện 7 công trình kỳ quan nghệ thuật, tượng thần Zeus ở Olympia, tượng thần mặt trời Hodep, đài kim tự tháp Giza, lăng mộ Mausoleum, ngọn hải đăng Alexandria, vườn treo Babylon, đền Artemis, tất cả sẽ tạo nên một thế giới huyền ảo và đầy màu sắc, trở thành một điểm đến giải trí ấn tượng cho mọi gia đình. Khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc, quy mô 1,6 hectare, khu kinh tế đêm đầu tiên tại Tây Nam Bộ cũng vừa chính thức động thổ vào tháng 6 vừa qua. Với tiện ích độc đáo, hàng loạt công trình cảnh quan phục vụ cộng đồng, những kiến trúc đẳng cấp, sân chơi sôi động, toàn thể cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn nhất những giá trị tinh hoa mà khu đô thị Cát Tường Western Pearl mang lại. Tôi cảm thấy rất là vui, nó được đặt ở vị trí này cảm thấy rất là đẹp, với lại thu hút rất là nhiều khách. Mà cái chỗ này thì nó rất là an ninh về trật tự, mình cảm thấy rất là mát mẻ và thoải mái khi đến đây. Thấy khu dự án này, thấy quy mô và là thấy khách tham dự cũng rất đông. Chúng mong muốn cái khu này phát triển, sau này phát triển lớn hơn nữa và vui hơn nữa. Tôi thấy rất là ý nghĩa. Mong là trong thời gian sắp tới thì các chủ đầu tư sẽ đầu tư nhiều hơn nữa, cũng như là chúng ta có thể mở rộng hơn nữa các cái trò chơi, các cái hình ảnh như thế này nữa, để
cho tạo điều kiện, cái thứ nhất là cho các em trẻ em được vui chơi giải trí cũng như là kể cả người lớn luôn. Không chỉ là một khu đô thị hiện đại và tinh tế, Cát Tường Western Pearl mang đến cho khách hàng một lối sống khỏe mạnh với không gian trong lành, xanh mát quanh năm. Đây còn là một khu đô thị hiện đại và năng động với dãy shophouse đẳng cấp bậc nhất Hậu Giang. Sở hữu lối thiết kế theo hướng đa chức năng, kiến trúc phong cách châu Âu, không gian bên trong được tối ưu hóa một cách linh hoạt. Một khu đô thị tương lai, đẳng cấp và phồn thịnh đang dần hình thành. Cát Tường Western Pearl, nơi tận hưởng một cuộc sống xứng tầm, không gian lý tưởng để sinh sống, học tập, làm việc và vui chơi giải trí. Cát Tường Western Pearl, trái tim giao thương miền Tây.